Alright, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube HP Nguyễn, những loài sống dưới nước của mình nha. Thì hôm nay các bạn có biết đây là con cá gì không? Có ai nghĩ là con cá lóc không ta? Nè, nhìn khúc đuôi nè. Thì chuyện là như thế này, mình sẽ kể cho các bạn nghe hen. Thì vào ngày hôm qua, sau khi cơn mưa đã tạnh các bạn, thì mình dắt con chó của mình đi dạo ở sau ngoài mé lộ á, thì kế bên mé lộ nó có một cái ruộng các bạn. Thì tự nhiên mình đang dắt nó đi vậy, cái mình thấy ở dưới ruộng nó quợn quợn các bạn, mình thấy cái khúc đuôi giống vậy nè, thì mình tưởng đâu là con cá lóc không à. Mình thấy sao mà bự dữ vậy. Hồi mình nhìn lại mình thấy hai con, mà mình thấy cái mang nó dở cái mang lên gai không, nó đi đi mình biết chắc là con cá rô rồi các bạn. Thì đây chính xác là hai con cá rô nha, một con trống một con mái. Thì sau đó mình thấy hai con đó vậy, mình mới cột con chó lại rồi mình xuống dưới cái bờ ruộng đó các bạn. Ruộng đó là người ta chặt lúa xong hết rồi, nó cạn rồi các bạn, cho nên là mấy con cá rô này nó chuẩn bị nó di cư đi đặng nó đẻ trứng á các bạn. Thì đây là một con trống và một con mái nha. Các bạn thấy nó nhỏ vậy thôi chứ ngoài nó bự hết hồn luôn các bạn. Nè, con bơ nè, mình ngày qua mình dắt nó mình mới gặp được hai con cá này nè các bạn. Đó. Thì như các bạn thấy là có một con bự và một con nhỏ. Thì con nhỏ này là con cá rô đực nha các bạn. Còn cái con bự bên đây các bạn thấy không, cái xô bay lớn đó mà nó nằm chiều dài không đủ cho nó luôn á, nó nằm nó phải ẹo nữa. Thì con cá bự này là con cá cái các bạn, cái bụng nó đang rất là ôm trứng luôn. Thì đây là hai con cá rô đồng nha, chứ không phải là hai con cá rô nuôi mà nó xảy đâu các bạn. Cá rô đồng mà các bạn kiếm được cái con mà bự tầm này là cũng khá là bự rồi đó các bạn. Con này cỡ 3-4 ngón tay á các bạn, 3 ngón tay mấy thôi chứ chắc không tới 4 ngón đâu. Mà nó bự, giờ thì mình sẽ bỏ nó vô cái hồ nuôi cho các bạn xem hen. Hồi tối mình gọng nó vô cái thùng này, nó nhảy quá trời luôn các bạn. Giờ để mình bắt. Các bạn thấy nó nhảy ghê không, nó mạnh ghê không. Giờ mình sẽ bắt con nhỏ này trước nha các bạn. Nè, các bạn thấy cái mang của nó nè, nó dùng cái mang đó nó đi á, nó lướt lướt nó đi á. Hộ nó mà đâm các bạn là đau hơn cái gai trên lưng nó nữa nha các bạn nha. Hổn lắm á. Thì giờ mình đã bắt được nó rồi nè các bạn. Mình bắt nó nhẹ nhẹ rồi mình thả vô hồ cho các bạn xem ha. Hộ nhức nách chưa. Nhìn cái đuôi nó đẹp quá ha các bạn. Cái vây lưng của nó cao cao nhìn cũng khá đẹp nè. Nhìn nó giống giống như mấy con cá cổ đại bên châu Phi vậy các bạn. Các bạn nào biết con cá rồng châu Phi không ta? Mình thấy nó giống giống nha. Con này mà dài chút nữa là giống con cá rồng bên châu Phi á các bạn. Thì theo như mình tìm hiểu thì có một số người chỉ mình cách phân biệt giữa cá rô đồng với cá rô nuôi các bạn. Thì cá rô nuôi là nó không có cái dấu chấm đen ngay chỗ cái đuôi các bạn. Còn cá rô đồng là có dấu chấm đen. Nãy mình tính nuôi chung với cái hồ hai con cá lóc này các bạn. Mà mình thấy cái hồ này nhỏ quá, hồ này phản gang tay của mình à. Con cá rô kia thì nó dài quá, bỏ vô sợ nó chặt nữa các bạn. Các bạn thấy trong xô nó chặt rồi. Bên kia cũng rộng hơn cái xô này chút thôi chứ không rộng nhiều đâu. Thì bây giờ mình sẽ bắt nó con bự này vô cái hồ kiến cho các bạn xem luôn nha. Để mình cẩn thận nha các bạn, để nó đâm á. Đậu xanh, con này nó mạnh dữ thần lắm. Nó quẩy như cá lóc quẩy vậy các bạn. À, các bạn thấy đẹp không? Đậu xanh. Rồi nó dứt mịn phát rồi các bạn. Mà không sao. Hơi nhói nhói chú rồi các bạn. Thì mình cầm nó nhẹ, mình nương nương nó rồi chắc nó biết các bạn. Nó cũng có dãy dụa nhiều, còn mà làm mạnh mạnh là nó làm mạnh là với mình nha. Đó, vô hồ đã chưa. Hồi tối tới giờ mình nhốt nó vô cái xô chung với con cá nhỏ đó các bạn, cá rô nhỏ đó. Nó rượt, nó cắn người ta hoài luôn.
không biết nó đòi cái gì á. Nè, hồi tối nó nhảy lên trúng cái tấm thớt, hình như là sức cái mâu rồi nè các bạn. Này là nó chóc da, nó bị ngoài da thôi nha, chứ không phải nó sức luôn cái môi nha các bạn nha. Nè các bạn thấy không, ở ngoài nhìn bự lắm nha các bạn, mà vô đây mình thấy nhỏ lại nha. Nó bự hơn con kia một chút, bự hơn con kia khoảng ngón mấy á. Đây là em cá chạch nè, hổm gài mình cho ăn nhiều nó mập mạp lại nè các bạn. Nó lên bông thấy đẹp không. Mấy con cá rô này đậu xanh, không biết nó nhảy không nữa nè. Nước này hơi ít hồi để mình chăm vô thêm nha các bạn nha. Còn con cá hổ bạc thì bỏ con cá rô này vô, nhìn nó chút ít luôn á, nhìn nó nhỏ xíu luôn. Hổm gài có mình nó nhát lắm các bạn. Chiều mình cho ăn nha, là mình thấy hai con cá chạch ăn không à, ảnh núp không à, ảnh chui lại cái máy lọc ảnh núp không à, ảnh dám ăn. Bữa nay có hai cá rô này thì chiều không biết mình cho ăn nó ăn không. Giờ thì để mình múc cho nó thêm miếng nước nữa nha các bạn. Chắc mình múc thêm 2 ca quá, tại vì đầy quá mình cũng sợ nó nhảy đó các bạn. Mình sợ nó nhảy ra, trời ơi lăn xăng kìa. Không biết là hai cá rô này nó có cắn cá chạch không nha. Mình thấy nó cũng dữ lắm á. Mình coi mấy cái người khác người ta nuôi á các bạn, là nó bay, người ta cầm con cá ở trên nó bay lên nó táp luôn á. Nó là loại cá săn mồi ghê gớm lắm á nha. Các bạn nào thích loại cá săn mồi thì đừng nên bỏ qua loại cá này các bạn. Người nhìn cái môi nó sức mà. Phải thiệt. Cái môi này của ảnh là không phải là ảnh cắn con kia mà bị vậy các bạn, mà ảnh nhào lên ảnh cắn cái tấm thớt á, bởi vì sức cái mỏ luôn. Nè các bạn thấy cái chấm không, ngay cái chỗ cái màng của nó có một chấm đen, ngay chỗ cái đuôi nó có một chấm đen nữa. Mà mấy người kia chỉ phân biệt với cá rô nuôi là cái dấu chấm đen ngay chỗ cái đuôi các bạn. Con cá rô nuôi thì nó thường nó không có, con cá rô đồng nó mới có cái dấu chấm đen ngay đó nha. Còn ngay mang thì mình không biết con cá rô nuôi nó có không ta. Các bạn nào biết comment cho mình biết với nghe. Thì giờ mới thả vô thì tụi nó nhát lắm các bạn, tụi nó nằm không nè. Tụi nó kiếm chỗ núp, con này cũng gần bằng gang tay của mình nó chứ ít đâu. Nên các bạn thấy nó vậy á, các bạn thấy trong video nó nhỏ vậy á, chứ ngoài nó cũng khá dài với khá to đó các bạn. Hổm gài mình thấy hot con cá rồng châu Phi lắm nha. Ở đây không biết mọi người biết không, mình thấy con này giờ cũng giống giống như con đó rồi đó, dài thêm chút nữa là giống á. Thì hiện tại nó ôm nguyên một cái bọc trứng, thì chắc trong hồ này nó đẻ không được đâu các bạn. Mình mới vô mình tính nuôi cái thùng mút, mà thùng mút của mình mắc nuôi con cá mập cảnh rồi, với mấy con cá mà bữa mình đi vớt với thằng cháu mình về đó, mình bỏ vô đó rồi, cho nên mình không có nuôi nó được. Giờ để mình khều khều ra cho các bạn xem coi nó có bơi không. Hồi nãy trong xô nó đen thui luôn ha các bạn ha, giờ vớt ra đây nó lợt nhớt lại. Con này nó thay đổi màu sắc theo môi trường nữa nè. Môi trường sống của nó mà trắng trắng lợt lợt thì nó cũng lợt theo luôn. Rồi hôm nay mình chỉ làm clip tới đây cho các bạn xem thôi nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Cái dấu chấm nè. Dấu nó lớn lên cái dấu chấm đen này nó mờ lại các bạn. Còn lúc nhỏ là cái dấu chấm đen của nó rất là rõ nha. Nhìn mặt anh nè. Con mắt anh liếc liếc đi các bạn. Còn con cá chạch này thì ngày hôm qua mình tính làm clip cho các bạn xem mà cúp điện nguyên đêm, không làm được, bữa nay mới có clip đó nha. Rồi bye bye ạ.